Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ. 714-897-6100 và 714-487-7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ $3.50. Như Hiền và Lê Thái, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Little Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần ngày thứ Bảy ngày hôm nay. Và phần này là phần 3 quý vị theo dõi cùng chúng tôi. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 nó đã diễn ra và vẫn đang diễn ra, chưa đến hồi kết. Và hiện nay thì cũng vẫn nhiều người bị lây thưa quý vị. Và nó ảnh hưởng ít nhiều trong 2 năm vừa qua, 2-3 năm vừa qua thì Covid-19 nó đã gây ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái lứa đôi người ta làm đám cưới. Và đến ngày hôm nay thì nó mở cửa trở lại hoàn toàn rồi. Chúng ta vẫn đi lại, máy bay vẫn mở cửa, vẫn đi. Nhưng mà hiện nay thì cái giá vé máy bay vô cùng khủng khiếp, rất là đắt thưa quý vị. Nhiều người ta thấy khủng hoảng luôn, bay ở trong nội địa thôi, chúng ta bay ở trong nội địa thôi. Mà cái giá vé mà khứ hồi á thì lên đến hơn 1.000, 1.500 hoặc là 1.600. Vé một chiều là có khi là 800 là chúng ta mua gần, còn mua sát là đến 1.000 mấy một cái vé lần. Rất là khủng khiếp thưa quý vị. Thành ra là hiện nay thì cái giới trẻ ở Hoa Kỳ người ta đang bị một cái hội chứng mà theo các nhà khoa học và tâm lý người ta nói rằng gọi là hội chứng sợ đám cưới, nó đang tăng cao ở Mỹ thưa quý vị. Cái gì cũng mắc, cũng đắt đỏ thưa quý vị. Và theo nghiên cứu của tờ The Wedding Report, phải ước tính khoảng là 2.5 triệu cái đám cưới đã diễn ra ở Mỹ trong năm nay thưa quý vị, và nhiều nhất kể từ năm 1984. Nó nhiều là lý do sao 2 năm vừa qua người ta không có cưới được bởi vì không có được tổ chức. Thành ra năm nay người ta lại đổ xô người ta đám cưới. Mà khi người ta đổ xô đám cưới lại là một cái nguyên nhân khiến cho tất cả các cặp vợ chồng người ta cảm giác người ta bị stress, bởi vì chi phí cái gì cũng tăng lên rất là cao và những cái khách mời thưa quý vị người ta còn bị stress cũng không thua gì những cái cặp mà tổ chức đám cưới. Và thưa quý vị, các cặp vợ chồng người ta đã hoãn cái đám cưới trong 2 năm đại dịch vừa qua rất là nhiều thưa quý vị, và chính vì lẽ đó thành năm nay người ta kết hôn khá nhiều. Trong khi đó thì 73 người tham gia khảo sát gần đây của cái trang mạng là Credit Karma, họ cho biết rằng lạm phát đã ảnh hưởng đến cái khả năng dự cưới của họ trong quá khứ cũng như hiện tại, và một số người còn phải đi vay nợ hoặc là dùng những cái tiền tiết kiệm hoặc là từ chối đến những cái sự kiện đám cưới mà bạn bè người thân yêu trong gia đình người ta đã mời hoặc là người ta đã nói trước cách đây khoảng mấy năm rồi nhưng người ta vẫn phải hủy, người ta không đến được. Một số người phải đi vay nợ thưa quý vị. Và dù vậy thì cái trung bình những cái người Mỹ mà đi tham dự đám cưới á, là người ta nói rằng là 2.5 cái đám cưới trong năm nay và chi khoảng là 1.000 Mỹ Kim cho mỗi sự kiện. Có nghĩa là trong một năm một người trung bình có thể là đi dự là 2.5 cái đám cưới, là người ta đi ra người ta cộng trừ nhân chia cái trung bình cộng á, thành ra nó có lẻ như vậy. Thì cái trung bình khoảng là một người đi 3 cái đám cưới trong một năm nay đi đó quý vị. Và chi khoảng là 1.000 Mỹ Kim cho mỗi sự kiện, luôn cả từ tiền ăn ở, tiền đi, chi phí này nọ cho đến cái tiền mà người ta có thể người ta bỏ vào bao thư, người ta bỏ tiền mừng. Và hơn 50% cho biết rằng là họ sẵn sàng chi nhiều hơn mức bình thường cho những cái đám cưới không thể tham gia do dịch bệnh đã diễn ra trong năm qua. Và dù vậy thì trung bình người Mỹ người ta đã nói rằng là cái hội chứng mà gọi là hội chứng bỏ lỡ đó, gọi là FOMO thưa quý vị, cũng là khiến cho rất là nhiều người trẻ ở Mỹ người ta đã phải đắn đo khi người ta dùng cái số tiền của mình để người ta mua vé máy bay. Cái tiền vé máy bay hiện nay thì nó tăng lên đến 23% trong một năm nay, và vé một chiều nó hơn 800 Mỹ Kim ở trong nội địa của nước Mỹ thôi, khiến cho nhiều người ta phải e dè khi người ta tính toán đến cái việc mà người ta di chuyển sang những cái tiểu bang xa để dự những cái đám cưới của những người bạn thân hoặc là những cái chi phí ăn xài đi lại. Một số người thì người ta lại tổ chức những cái buổi tiệc độc thân thưa quý vị, và những cái buổi tiệc độc thân đó là những cái buổi tiệc mà nó khiến cho những cái giới trẻ người ta cảm giác là tốn nhiều tiền hơn. Ở Mỹ người ta có văn hóa là có tổ chức nam nữ, có tổ chức ở buổi tiệc trước khi người ta đến cái mưa lầu là rehearsal, giống như là đeo cái còng số 8 vô quý vị. Thành ra là phải ăn uống tự do trước cái đêm đó một ngày, coi như là banh xác luôn. Nhiều người xong coi như là chia tay luôn. Chia tay luôn tự nhiên. Đem strip về rồi bạn bè ăn chơi quá. Ăn chơi quá rồi nhiều người thì kiểu mà buổi tối hôm đó trước đó bị ngủ lan với cô này anh kia. Thành ra là về chia tay. Thành ra là những cái chi phí này là những cái chi phí mà hiện nay thì giới trẻ người ta đang rất là đắn đo khi người ta ta phải dự những cái buổi tiệc như thế này, nhất là những buổi tiệc độc thân. Tại vì chi phí đến nơi, vé máy bay, ăn uống cộng với lại chi phí rồi chơi với bạn bè, tiền này nọ nữa, rồi áo quần, rồi mua giày nữa, mua giày, mua dép, áo quần, cộng với lại quý vị ông nhiều cặp người ta chơi sang đi du thuyền, đi ra ngoài biển chơi nguyên một đám bạn bè trước cái ngày lễ đám cưới gọi là tiệc độc thân thì người ta phải chi cái tiền vé máy bay từ 200 Mỹ Kim cho đến 1.000 Mỹ Kim cho một cái vé. Thành ra bây giờ nó giảm hẳn đi so với cái phần mà trước đại dịch nó đã diễn ra. Hiện nay đây là cái vấn đề mà đang giải và hội chứng sợ đám cưới nó đang diễn ra khắp nơi ở giới trẻ của Mỹ hiện nay. Chính mình cũng sợ luôn. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đó là về Tesla. Thưa quý vị cũng biết rằng bây giờ xăng thì càng lúc càng mắc đi phải không quý vị, và mọi người cứ mua xe điện. Nhưng mà khi mà mua xe điện, mọi người mua xe điện nhiều thì cái vấn đề mà để sạc đó, thưa quý vị thấy bây giờ tất cả những nơi đều họ có cái đồ mà sạc điện hết, thì điện nó tốn cũng rất là nhiều, mà đôi lúc sạc hoài cũng chờ, cũng phải đứng chờ rất là nhiều và lâu nữa, tại vì cái chế độ pin bây giờ nó vẫn còn ngắn. Thì hiện tại Tesla đã thiết kế một bộ pin kéo dài 100 năm thưa quý vị, là cái này, cái bộ pin này mà nó ra họ là coi như chạy miết chạy miết luôn, không cần phải không cần phải sạc nhiều. Thì chuyên gia công nghệ pin nổi tiếng Chad Dan làm việc tại Đại học Dallas, ở Đại học Da-House ở Canada, và họ đã bắt đầu nghiên cứu cái bộ pin này thưa quý vị. Và cái bộ pin này là Elon Musk đã kết hợp với là ông Da này, cái công ty này để mà tạo ra cái bộ pin này. Thì bộ pin này giống như là pin lithium iron phosphate. Thì cái công nghệ mới này nó giữ cái điện tích lâu hơn, mật độ năng lượng cao hơn so với là cái pin lithium ion, vì cái công nghệ đòi hỏi ít pin hơn, và nó giải quyết được những cái vấn đề nhiên liệu và giảm chi phí của những cái chiếc xe điện. Và việc sử dụng Nikon đã làm tăng độ năng lượng của pin mới rất là nhiều. Và cái bài báo này họ đã nói ra rằng cái bộ pin này có thể duy trì nhiệt độ 25 độ C, tức là 77 độ F, và tuổi thọ của pin có thể kéo dài hơn cả thế kỷ thưa quý vị. Như Hiền với Lê Thái chạy cái, nếu mà có cái pin này mà chạy thì chạy miết luôn, tới lúc chết đi rồi nữa, chết đi rồi thì pin vẫn còn, phải không Lê Thái? Và cái mật độ của loại pin này nó rất là sử dụng rất là lâu, và mật độ nó cao hơn, và nó không có ảnh hưởng tới môi trường nữa. Thì hiện tại Elon Musk và Tesla đang kết hợp với nhau để tạo ra bộ pin này, và sẽ ra năm 2026. Khủng khiếp, thật sự là đây là cái tin vui cho những cái tín đồ của Tesla, những cái fan của Tesla. Em rất là thích Tesla nhưng mà mệt quá, nghĩ tới cái cảnh mà đi bây giờ đi sạc pin không? Không, nó đi về rất là dễ dàng. Tại vì chúng ta biết rằng trong tương lai thì những cái chỗ mà sạc điện đó, sạc pin này nọ đó thì nó sẽ phổ biến rất là nhiều ở nước Mỹ. Cái đó là em không sợ, chỉ sợ là cái giá thành càng ngày nó càng cao lên thôi. Mà cái giá thành của xe điện càng cao thì cái giá xăng nó cũng không có thấp, nó cũng cao, thành ra bây giờ cái gì nó cũng cao. Đi bộ cho rồi luôn, thiệt luôn á. Ồ, đi xe đạp bữa đó chị có giới thiệu cái xe đạp điện đó. Đúng rồi, đi đạp xe đạp từ đây lên Nevada, rồi đạp xe đạp từ đây lên Las Vegas rồi trên đến bài thấy coi như là Lê Thái sẽ là six pack luôn. Rồi sợ rồi, đạp xe không nổi đâu quý vị ơi. Dạ vâng, và thưa quý vị, ăn trứng có tốt cho người bệnh tiểu đường hay không? Quý vị có bao giờ mà chúng ta đặt một cái câu hỏi như vậy không? Một số người ta bị tiểu đường, người ta thắc mắc làm người ta ăn trứng nhiều có hàm lượng cholesterol nhiều, người ta có bị hay không? Thì ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin vô cùng ý nghĩa, và đây là một cái tin cũng khá thú vị và hay và vui cho những cái người nào mà đang bị tiểu đường thưa quý vị. Tất cả các nhà khoa học và Hiệp hội Đái tháo đường của Mỹ, viết tắt là ADA thưa quý vị, họ nói rằng là nếu như mà chúng ta ăn trứng thường xuyên có thể cải thiện cái lượng đường trong máu lúc đói ở những người bị tiền tiểu đường hoặc là đang ở tiểu đường tiếp 2 thưa quý vị. Và theo Hiệp hội Đái tháo đường ở Mỹ, trứng là một cái thực phẩm mà thích hợp cho những người bị mắc bệnh tiểu đường do nó có giàu dinh dưỡng, ít calorie và có chỉ số đường huyết thấp, nó ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của chúng ta. Và cái thực phẩm này thì đúng là một cái thực phẩm mà protein nó tạo được nhiều cho con người cái cảm giác được no lâu, và giúp cho những cái người bệnh tiểu đường người ta duy trì được cái cân nặng hợp lý, không bị xuống sức quá, không bị mất cân quá, mà vẫn giữ được cái lượng đường trong máu ổn định. Và theo các nhà khoa học thuộc trường đại học Yale của Mỹ thì những người ăn 2 quả trứng mỗi ngày trong 12 tuần đã giảm đáng kể lượng mỡ thừa trong cơ thể thưa quý vị, và cái chỉ số mà BMI so với những người không ăn trứng trong cùng thời gian đó. Và trứng nó cũng có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường, và theo một cái nghiên cứu vừa qua đăng trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ, nam giới từ 42 cho đến 60 tuổi thưa quý vị, nếu nhà mà ăn trứng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 thấp hơn 38% so với những người ăn ít trứng hơn. Có nghĩa là những người này ăn trứng bình thường vậy ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hơn những cái người mà ăn uống bình thường thưa quý vị. Và theo các nhà nghiên cứu thì nếu như mà chúng ta ăn một quả trứng á, Có thể mỗi ngày có thể giảm được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Và trứng nó còn chứa đến 9 cái axit amin mà cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất ra được. Và Hiệp hội Đái tháo đường cũng khuyến nghị rằng mọi người nên ăn khoảng 300mg cholesterol trở xuống mỗi ngày. Và trong một quả trứng luộc của chúng ta thì nó có khoảng 200mg cholesterol. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể là ăn 1,5 quả trứng mỗi ngày. Và theo tờ Medical News Today thì ăn 1 đến 3 quả trứng mỗi ngày có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe tùy theo người thôi. Và nếu như mà chúng ta có vấn đề nào mà lo ngại đến sức khỏe thì chúng ta có thể là chúng ta luộc trứng ăn và ăn một số lượng vừa qua phải, từ 1 đến 3 trứng thì sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Và quý vị nhớ là nhiều người ta nói là ăn trứng nhiều bị đau gan nhưng không có nha quý vị. Lê Thái đã từng đưa đến những thông tin đó. Chúng ta ăn trứng nhưng mà đừng có ăn quá nhiều thôi, cái gì nó vừa phải, 1-2 quả trứng mỗi ngày vẫn được, vẫn tốt thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 3 Cà Phê Sáng của Tồn Nhiên và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo, những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.